Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ 7 rồi ạ. Chúc quý vị và toàn thể gia đình những ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Hôm nay chúng tôi lại mua được một chiếc xe Ford Escape. Đây là chiếc xe Ford Escape được sản xuất năm 2013, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Chiếc xe chạy được hơn 7 vạn km rồi ạ và biển số Hà Nội đây là 29A92394. Chiếc xe chạy được hơn 7 vạn km rồi ạ. Chiếc xe này tất cả còn rất là đẹp và nguyên bản ạ. Tôi lại quay và giới thiệu cho quý vị các bạn, đây là cái phiên bản Ford Escape hoặc là phiên bản 2.3. Chiếc xe đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và biển số 29A92394. Chiếc xe được đăng ký năm 2013 và cũng là sản xuất năm 2013. Chiếc xe chạy được hơn 7 vạn km ạ. Chiếc xe là màu đen, đây là thuộc trong một trong những dòng SUV rất là đẹp và đi rất là chắc chắn đấy ạ. Một thương hiệu đến từ Mỹ, Ford Escape ạ. Chiếc xe này còn rất là đẹp và nguyên bản ạ. Chúng tôi cam kết là chiếc xe không đâm đụng, không ngập nước, tất cả còn nguyên bản hết ạ. Chiếc xe mới lăn bánh hơn 7 vạn km thôi. Chúng tôi đang bán với giá là 435 triệu đồng. Nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu mua chiếc xe này, xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp và muốn lái thử chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ là 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử chiếc xe này. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 435 triệu đồng. Chỉ 435 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn đã sở hữu ngay một chiếc xe SUV thương hiệu từ Mỹ này ạ. Và chiếc xe này chúng tôi vẫn có thể làm trả góp cho quý vị và các bạn vay với 70% giá trị của xe và trong vòng 6 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Quý vị và các bạn hãy like clip và đăng ký kênh để đón nhận những clip mới nhất mà chúng tôi upload lên kênh ô tô 360 này ạ. Hôm nay là thứ 7 rồi ạ, chiều thứ 7 là những ngày cuối tuần ạ. Chúng tôi xin chúc quý vị và gia đình có những ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc ạ. Đây là chiếc xe Ford Escape phiên bản XLS ạ. Và là phiên bản 2.3, ngày trước là cái phiên bản 3.0 thì đi rất là tốn xăng. Như là cái phiên bản 2.3 này đi thì cũng không tốn xăng lắm ạ. Và đây là chiếc xe được trang bị là hộp số tự động và một cầu ạ. Chiếc xe được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã chạy được hơn 7 vạn km rồi ạ. Chúng tôi đang bán với giá là 435 triệu ạ. Và chỉ 435 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn cũng đã sở hữu ngay chiếc xe đến từ thương hiệu Mỹ này ạ. Và nếu như quý vị các bạn muốn trả góp thì quý vị các bạn chỉ bỏ ra hơn 100 triệu là quý vị các bạn cũng đã sử dụng ngay chiếc xe Ford Escape này ạ. Đây là chiếc xe phiên bản 2.3 lít ạ. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị các bạn xem về cái phần nội thất của xe. Tất cả về cái phần nội thất này của xe này còn đẹp lắm đấy ạ. Từ vô lăng cần số này, táp bi, táp lô, ghế này, tất cả còn nguyên bản và còn rất là mới vì chiếc xe mới lăn bánh có hơn 7 vạn km thôi. Nếu như quý vị các bạn muốn sở hữu chiếc xe Ford Escape phiên bản 2.3 này thì mời quý vị các bạn liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn ạ. Và chiếc xe này chạy được hơn 7 vạn km rồi đấy ạ. Đồng hồ của nó là 7 vạn 7 km rồi ạ. Quý vị và các bạn hãy like clip và đăng ký kênh. Đăng ký kênh thì quý vị các bạn nhớ rung chuông để đón nhận những clip mới nhất mà chúng tôi update lên kênh ô tô 360 này ạ. Toàn bộ cái phần nội thất của xe đây ạ, nội thất của xe còn đang rất là mới từ cái ghế ra. Tất cả này là còn nguyên bản hết ạ. Tôi quay chi tiết cho quý vị các bạn từ cái táp lô, táp bi cho đến ghế ra. Toàn bộ chi tiết nhất của cái xe này cho quý vị các bạn tự xem và quý vị các bạn có thể tự đánh giá cho mình biết được là cái xe này chất lượng còn bao nhiêu phần trăm. Và quý vị các bạn bỏ ra 435 triệu đồng thì có xứng đáng để sử dụng chiếc xe này không? Chiếc xe này có xứng đáng với quý vị và các bạn khi quý vị các bạn bỏ ra 435 triệu đồng không ạ? Đấy, tôi quay chi tiết để tất cả từ cái trần xe cũng đang còn rất là mới. Chiếc xe này tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Tôi quay đây là cái cánh cửa sau đây ạ. Cánh cửa sau của nó cũng còn nguyên bản hết ạ. Đây là cái dòng xe SUV 5 chỗ cho nên là sử dụng là đi rất là rộng rãi và thoải mái vì nó là cái dòng xe gầm cao. Với cái giá trị thì nó cũng rất là vừa phải thôi, hơn 400 triệu đồng mà quý vị các bạn đã được sở hữu cái dòng xe SUV này thì quả là tuyệt vời đấy ạ.
trần xe rất là sạch sẽ, trần xe màu kem sạch sẽ lắm đấy. Nếu như quý vị các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị các bạn muốn xem xe trực tiếp và muốn lái thử chiếc xe này thì mời quý vị các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi là 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được lái xe và để được xem xe và lái thử chiếc xe Ford Escape 2.3 này ạ. Tất cả về cái phần nội thất của xe thì còn rất là mới ạ. Tôi quay chi tiết từ táp bi, táp lô cho đến là cái ghế da. Đây là cái táp bi cửa trước bên phụ của chiếc xe đây ạ. Tất cả còn mới và đây là chiếc xe đến từ thương hiệu của Mỹ cho nên là rất là chắc chắn. Ford đã thiết kế cho chiếc Escape này là rất là chắc chắn từ cái táp bi cửa cho đến táp lô đây ạ. Nhìn rất là chắc chắn vì nó được đến từ thương hiệu của Mỹ. Tất cả vô lăng cần số còn rất là mới. Xe cũng đã được trang bị đầu CD rồi đấy ạ. Đầu CD, radio đầy đủ hết tất cả, điều hòa 2 chiều. Xe còn rất là mới ạ. Tôi lại quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem chi tiết nhất là cái phần táp lô đấy ạ. Sau những 5 tháng sử dụng và chạy được hơn 7 vạn thôi thì chiếc táp lô này nó cũng chiếc toàn bộ về tổng thể của xe này nó cũng đang rất là mới và đẹp đấy ạ. Đẹp từ bên ngoại thất cho đến nội thất, tất cả còn đang rất là mới và đẹp ạ. Điều hòa 2 chiều. Vô lăng cũng rất là mới ạ. Đồng hồ chỉ mới chạy được có 7 vạn 7 km thôi. Táp lô, táp bi cửa còn đang rất là mới. Nếu như quý vị các bạn quan tâm đến chiếc xe này thì mời quý vị các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi là 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được sở hữu chiếc xe này ạ. Quý vị các bạn chỉ bỏ ra hơn 400 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe đến từ thương hiệu của Mỹ, đó là chiếc xe Ford Escape phiên bản 2.3, phiên bản số tự động một cầu. Chiếc xe này còn rất là đẹp, tất cả còn rất là đẹp ạ. Từ cái dàn lốp của nó cũng còn đang rất là đẹp. Nếu như quý vị các bạn mua chiếc xe này về thì quý vị các bạn cũng chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Toàn bộ về ngoại thất cũng đẹp và nội thất cũng đẹp. Dàn lốp còn rất là mới, có thể chạy quý vị chạy vài vạn nữa mà không phải thay thế một bất kỳ một cái bộ phận nào ở trên chiếc xe này, trừ thay dầu, đổ xăng. Đây là cái lốp của xe đây ạ. Lốp còn đang rất là dày. Chủ xe đã lắp cho chiếc xe này một dàn lốp Michelin rất là dày dặn và đẹp. Đây là cái phiên bản 2.3 nên chiếc xe được trang bị động cơ 2.3 lít và hộp số tự động ạ. Tôi quay chi tiết cho quý vị các bạn xem qua về cái phần máy móc của chiếc xe đây ạ. Nếu như quý vị các bạn muốn xem trực tiếp thì mời quý vị các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi là 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội ạ. Cái máy móc này là chúng tôi còn chưa dọn gì cả. Ngay sau buổi chiều ngày hôm nay chúng tôi sẽ dọn cái máy này đi. Nếu như quý vị các bạn đến xem thì chiếc xe này nó sẽ rất là đẹp ạ. Cái máy này chúng tôi chiều nay chúng tôi sẽ dọn sạch sẽ hơn cho quý vị và các bạn cùng xem. Máy móc còn nguyên bản hết đấy ạ. Tất cả từ những cái ốc chân máy, ốc mặt máy còn nguyên bản hết. Chiếc xe này cứ chưa có đâm đụng hay là chưa ngập nước gì cả cho nên nó còn rất mới. Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 090 560 8883. Và nếu quý vị và các bạn yêu thích kênh ô tô 360, xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của ô tô 360 bằng cách quý vị và các bạn hãy click chuột vào phần đăng ký ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị để đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của ô tô 360.